Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 141 do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp với Công an thành phố Hà Nội thực hiện. Mở đầu sẽ là những tin tức tổng hợp trên lĩnh vực an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật. Đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an quận Hoàng Mai kiểm tra đột xuất điểm tập kết kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ P211.12 Park 2, khu đô thị Time City, quận Hoàng Mai, đã phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ gần 1 tấn bao bì tem nhãn và gần 2 tấn thành phẩm, nguyên liệu, thuốc và thực phẩm chức năng, tương đương hàng triệu viên các loại, hình viên nhộng đựng trong những túi lớn không có bao bì nhãn mác. Điều đáng nói, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến kinh doanh các loại hàng hóa trên, đồng thời khai nhận đây là những loại thuốc về lợi tiểu và liên quan đến đường tiêu hóa. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh thông tin về hàng hóa được chứa trữ tại điểm tập kết, cũng như làm việc với đối tượng vi phạm để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng ngày 24 tháng 2, lực lượng chức năng vừa tiến hành khống chế dập tắt một vụ cháy xảy ra tại căn hộ tầng 22, tòa R2 chung cư Goldmark City thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó khoảng 9 giờ, một căn hộ ở tầng 22 tòa R2 chung cư Goldmark City bất ngờ xảy ra cháy. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm đã điều 3 xe chữa cháy cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa, hướng dẫn người dân thoát nạn ra ngoài. Theo cảnh sát, diện tích đám cháy khoảng 9m2. Không có thiệt hại về người, vụ cháy chủ yếu thiêu rụi chăn màn, quần áo, giường, tủ và một số vật dụng sinh hoạt cá nhân. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Sáng 24 tháng 2, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 3 xe ô tô và 2 xe máy trên đường Giải Phóng, khiến giao thông tại khu vực này ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm buổi sáng. Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày tại ngã ba Giải Phóng Linh Đàm, hướng đi vào nội thành. Thời điểm này, 3 ô tô gồm một xe tải, một xe khách biển số Ninh Bình, một xe ô tô 5 chỗ biển số Hà Nội với 2 xe máy đã va chạm khi đang di chuyển theo hướng từ Giải Phóng vào trung tâm nội đô. Tại hiện trường, 2 xe máy nằm trước đầu xe tải, xe khách dúi vào sau xe tải. Chiếc xe 5 chỗ bị vỡ móc phần đuôi xe và cốp để đồ. Nhiều mảnh vỡ từ vụ tai nạn cũng văng ra mặt đường Giải Phóng. Rất may vụ va chạm liên hoàn chỉ khiến một số người trên xe máy bị xây sát nhẹ, tuy nhiên gây ùn tắc cục bộ trong giờ cao điểm sáng. Trong 24 giờ qua, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 61 phương tiện. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết ngày 23 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý 645 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đường sắt, tước 141 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, các tổ công tác 141 phát hiện xử lý với 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện bàn giao 4 vụ, 6 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, tại làng nghề đồ gỗ tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, nhiều gia đình phản ánh về tình trạng con em mình sử dụng thuốc lá điện tử và có nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe. Qua nắm bắt thông tin và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hữu Bằng đã xác định một đối tượng là đầu mối chuyên cung cấp thuốc lá điện tử cho thanh thiếu niên trong làng nghề. Điều đáng nói, trong thành phần của thuốc lá điện tử này có chứa chất ma túy ADB Butinaca. Nhận thấy lợi nhuận từ việc mua bán thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy Abutinac, Nguyễn Văn Duy, sinh năm 2000, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, đã mua của một đối tượng trú tại quận Hai Bà Trưng, sau đó mang về bán lẻ cho các thanh thiếu niên có độ tuổi từ 17 đến 25 tại làng nghề xã Hữu Bằng. Thu thập tài liệu thì xác định đối tượng này là nhập của một nguồn ở nơi khác về. Sau đó là trực tiếp đối tượng này là nhắn tin cho các thanh niên ở trong làng, cái độ tuổi như là từ 17 đến 25 tuổi, kiểu dạng như là dụ để mua. Thì sau một thời gian sử dụng thì các thanh niên đó là bị phụ thuộc, sau đó là các thanh niên đã chủ động nhắn tin cho cái đối tượng này để hỏi mua, và cái lợi nhuận của cái thuốc lá tự này cũng rất là lớn. Một số người dân phát hiện con em họ sử dụng thuốc lá điện tử do Duy cung cấp có nhiều biểu hiện bất thường về hành vi và sức khỏe.
cơ quan công an đã tiến hành giám định 100 điếu thuốc lá điện tử thu được tại nhà Nguyễn Văn Duy, cho kết quả đều chứa chất ma túy abutinac thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp. Người sử dụng chất ADB butinaca sẽ bị gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe, không làm chủ hành vi của mình. Sau khi chính phủ có văn bản về cái việc là đưa chất ADB là chất cấm vào quy định, thì là một số loại thuốc lá điện tử có chứa chất này thì các đối tượng đã thay đổi phương thức hoạt động từ cái việc là đối tượng bán công khai trên mạng xã hội và công khai tại các cửa hàng, thì hiện nay thì các đối tượng đấy đã hoạt động một cách bí mật, thay đổi phương thức, đó là bán trực tiếp, giao nhận trực tiếp hoặc là qua các mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook và các hình thức khác. Công an huyện Thạch Thất đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Duy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ việc này cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, với các loại ma túy mới ngụy trang bằng nhiều sản phẩm khác nhau nhằm tấn công vào giới trẻ. Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, hiện nay các địa phương đơn vị đã đồng loạt ra quân giải quyết đảm bảo trật tự vỉa hè lòng đường trong sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Theo ghi nhận, trong tối ngày 23 tháng 2, nhiều hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm lấn chiếm vỉa hè đều bị lực lượng chức năng lập biên bản và yêu cầu cam kết không tái phạm. Phường Hàng Mã thuộc địa bàn khu vực phố cổ giáp với các trung tâm văn hóa thương mại lớn như chợ Đồng Xuân, chợ Long Biên, tuyến phố đi bộ Hàng Đào Đồng Xuân, nên lượng người lưu thông qua lại thường xuyên vỉa hè tuyến phố cổ rất lớn. Nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ tùy tiện chiếm dụng lòng đường hè phố để kinh doanh, gây mất trật tự đô thị lâu nay. Trong quá trình lập lại trật tự đô thị trên bàn phường, chúng tôi sẽ cố gắng và là nỗ lực làm hết sức để đảm bảo cái công tác đô thị và giành lại lối đi cho người đi bộ trên các tuyến phố, đặc biệt là trên vỉa hè và các cái tụ điểm nóng, chúng tôi sẽ giải tỏa trong thời gian tới và đảm bảo làm sao các cái tụ điểm đó được giải quyết triệt để. Trước đó, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đô thị công cộng để tạo tính răn đe. Đáng chú ý đó là quan điểm kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, với phương châm giành lại vỉa hè sạch đẹp cho người đi bộ. Trật tự rất là quan trọng. Các vỉa hè được thông thoáng thì là những cái cửa hàng ở quanh đây thì là sẽ tạo một cái sự là rất là văn minh và môi trường xanh sạch, thì sẽ thu hút nhiều khách hàng đến với tất cả những chủ cửa hàng ở đây. Sau tuyên truyền nhắc nhở thì chúng tôi tập trung xử lý những cái hộ kinh doanh và không chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật liên quan đến việc trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đô thị, các vi phạm liên quan đến cái việc dừng đỗ sai quy định, rồi các cái vấn đề sắp xếp phương tiện trên hè phố, hay như các cái vi phạm liên quan đến vấn đề là kinh doanh lấn chiếm cũng có. Như trên tinh thần chúng tôi ra quân đồng loạt hay là kiên quyết duy trì về đảm bảo về trật tự công cộng đô thị về lâu dài, không để tái vi phạm. Trong kế hoạch tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội giao Công an thành phố hàng tháng tập hợp những tồn tại hạn chế của các sở ngành, Ban Chỉ đạo 30 quận huyện thị xã. Trên cơ sở đó, Công an thành phố phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội đề xuất hình thức xử lý đối với tập thể cá nhân vi phạm, đề xuất các hình thức xử lý theo quy định, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời kiến nghị Ban Thi đua khen thưởng thành phố không duyệt đề xuất các hình thức thi đua khen thưởng đối với các cá nhân đơn vị có tồn tại hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch này. Bản tin 1 4 1 ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những chương trình sau.